Denvo, khi nào cưới, tôi sẽ thông báo khán giả. Denvo nói chưa muốn công bố chuyện tình yêu vì tập trung làm nhạc. Trước tin anh và Hoàng Thùy Linh làm đám hỏi, tối ngày 14 tháng 1, mạng xã hội rộ tin đồn rapper Denvo và ca sĩ Hoàng Thùy Linh làm đám hỏi nửa tháng trước. Chiều ngày 15 tháng 1, rapper lần đầu lên tiếng về sự việc. Cảm ơn khi nhận được quan tâm từ khán giả về chuyện tình cảm. Denvo cho biết sẽ sẵn sàng công bố chuyện vui cho khán giả khi đã suy nghĩ thấu đáo. Tôi luôn nhắc nhở bản thân hãy làm điều tích cực để khán giả của mình luôn đón nhận những điều vui. Anh cho biết, rapper cho biết từ trước đến nay không nhắc nhiều về gia đình và đời sống yêu đương bởi vì muốn sự nghiệp của anh tập trung vào âm nhạc. Tin đồn đến đúng lúc anh đang có nhiều dự án ấp ủ, khẳng định không cố tình gây ồn ào. Tôi biết rất rõ việc bài hát có được mọi người đón nhận và đồng cảm hay không, không phải nằm ở cách nó xuất hiện thế nào, mà quan trọng nhất là bài hát có chạm được cảm xúc của khán giả hay không. Anh nói, ca sĩ Hoàng Thùy Linh chưa lên tiếng về chuyện tình cảm. Đại diện ca sĩ cho biết cô hiện ở quê nên chưa thể liên lạc. Trước đó, Hoàng Thùy Linh, Denvo kết hợp trong MV Gieo Quẻ, Làm Gì Phải Hốt. Cô từng cho biết cả hai đồng điệu trong âm nhạc. Chúng tôi có những sự tương đồng trong tính cách, sở thích. Đây là người bạn tôi thấy đàng hoàng. Chúng tôi quen biết nhau nhưng lâu lắm mới gặp, mới nói chuyện. Cô nói đầu năm 2021, rapper Denvo tên thật là Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989 ở Hạ Long. Trước khi đi hát, Denvo từng làm nhân viên thu gom rác thải suốt 7 năm. Rapper mở đầu sự nghiệp với các sáng tác, Đưa Nhau Đi Trốn, Đi Theo Bóng Mặt Trời, Trời Ơi Con Chưa Muốn Chết, Cô Gái Bàn Bên, Ta Và Nàng. Năm 2019, Denvo làm live show kỷ niệm 10 năm vào nghề, thu hút hơn 5.000 khán giả. Denvo là nghệ sĩ có nhiều MV đứng đầu top thịnh hành YouTube nhất với các ca khúc như Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em, bài này chiêu phết hát với Min, 2 triệu năm, Lối Nhỏ, 1 triệu like, Trời Hôm Nay Nhiều Mây Cực, Đi Về Nhà Hát Với Just Tati, Trốn Tìm, Mang Tiền Về Cho Mẹ. Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Năm 2007, sau khi đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô được mời đảm nhận vai Vàng Anh trong phần 2 phim Nhật Ký Vàng Anh. Năm 2013, cô đóng chính trong phim Thần Tượng do ông Bầu Quang Huy đạo diễn. Năm 2018, cô ra mắt tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng. Năm 2019, cô phát hành album Hoàng tổng kết 10 năm ca hát. Album gây tiếng vang với âm hưởng dân gian đương đại phối nhạc điện tử, gồm các bản hit Để Bị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Duyên Âm. Năm ngoái, cô ra mắt album Linh, album gây tiếng vang về chất lượng, thắng giải album của năm ở Làn Sóng Xanh 2022. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.